Võ Hạ Trâm thừa hưởng nét phúc hậu từ mẹ. Võ Hạ Trâm không chỉ sở hữu giọng hát ngọt ngào mà còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp phúc hậu, rạng rỡ. Và bí quyết đằng sau vẻ đẹp ấy chính là gen di truyền từ người mẹ kính yêu. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng cô thừa hưởng từ mẹ không chỉ gương mặt phúc hậu, nụ cười tươi rói mà còn cả tính cách hướng về gia đình. Mới đây, hình ảnh bố mẹ Võ Hạ Trâm đến bệnh viện đón cháu ngoại đã khiến dân mạng không khỏi suýt xoa trước vẻ đẹp trẻ trung, phúc hậu của bà. Nhiều người nhận xét rằng Võ Hạ Trâm quả thực đã y ăn gian tuổi, y nhờ thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ mẹ. Không chỉ có Võ Hạ Trâm, mà cả bốn chị em trong gia đình đều sở hữu vẻ đẹp rất giống nhau, đặc biệt là cô và em gái út Hạ Trinh. Mẹ của nữ ca sĩ, dù đã ở tuổi 64, vẫn giữ được nét thanh xuân và sự nhiệt huyết. Trước đây, bà là một tiểu thương sôi nổi ở chợ Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ cho biết mẹ cô giỏi quán xuyến việc kinh doanh của gia đình cũng như cùng chồng nuôi dạy bốn người. Đến nay, bà tự hào khi các con đều thành công trong lĩnh vực riêng, có tổ ấm hạnh phúc. Mẹ rất nghiêm khắc, luôn dạy các con tiết kiệm và chuẩn bị cho tương lai. Tôi không chỉ thừa hưởng từ bà ngoại hình mà cả tính cẩn thận. Vuông vén, Võ Hạ Trâm nói. Mẹ Võ Hạ Trâm hiện sống cùng vợ chồng người con gái út để phụ chăm cháu ngoại. Ông bà đã có 5 người cháu và vài ngày trước vừa đón cháu thứ 6, bé Milo. Giọng ca về với em nói bốn chị em cô đều ở thành phố Hồ Chí Minh nên thường xuyên gặp gỡ. Mỗi dịp lễ, Tết hoặc nhà có tiệc, năm mẹ con lại lên đồ đồng điệu, khiến mọi người trầm trồ vì giống nhau. Trong ảnh, mẹ ca sĩ chụp với ba cô con gái lớn còn cô út lúc này mang bầu nên không tham dự. Ca sĩ nói cô giống mẹ nhất là lúc tăng cận nhẹ, gương mặt đầy đặn, hình thể mũm mĩm và để tóc xù. Võ Hạ Trâm cho biết bốn chị em cô đều thừa hưởng giọng hát hay từ bố mẹ nhưng hầu hết làm kinh doanh thay vì theo đuổi nghệ thuật. Ca sĩ thấy may mắn vì được gia đình ủng hộ, tiếp sức trên con đường ca hát và gặt hái thành tựu như hiện tại. Ca sĩ từng bật khóc khi được mẹ lên sân khấu ôm chầm sau một phần trình diễn cách đây nhiều năm. Mẹ Võ Hạ Trâm khoe nụ cười hết cỡ trong ngày con gái yêu lên xe hoa, năm 2019. Bà dự lễ hàng thuận, nghi thức cưới theo kiểu Phật giáo của Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ. Bé muôn nhà Võ Hạ Trâm được bà ngoại bồng trong tiệc thôi nôi, năm 2022. Hai mẹ con chụp ảnh khi vãn cảnh chùa dịp Tết Nguyên Đán. Ca sĩ cho biết cô ngắm ảnh, thấy mẹ không già đi sau chừng ấy thời gian, gương mặt luôn toát lên vẻ hạnh phúc. Võ Hạ Trâm không chỉ thừa hưởng nét phúc hậu từ mẹ mà còn cả một tình yêu thương sâu sắc. Mối quan hệ mẹ con của họ luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Những khoảnh khắc ấm áp, tình cảm giữa hai người thường được nữ ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội. Từ những cái ôm thật chặt, những nụ cười rạng rỡ cho đến những cuộc trò chuyện tâm tình, tất cả đều thể hiện một tình yêu thương chân thành và bền chặt. Mẹ của Võ Hạ Trâm không chỉ là người sinh ra cô mà còn là người bạn tâm giao, người thầy đầu đời. Bà luôn ở bên cạnh động viên, chia sẻ và là chỗ dựa vững chắc cho con gái trong suốt những chặng đường nghệ thuật đầy chông gai. Nhờ có tình yêu thương bao la của mẹ, Võ Hạ Trâm đã luôn giữ được sự lạc quan và bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn. Về bố của cô, Võ Hạ Trâm cho biết bố cô xuất gia từ năm 2017, hiện tu tại một ngôi chùa ở thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi dịp lễ, Tết, ca sĩ cùng mẹ và các chị em vào chùa thăm bố, ông cũng thường có mặt trong những ngày đặc biệt của gia đình. Gần nhất, bố Võ Hạ Trâm đến bệnh viện mừng con gái và cháu ngoại. Ông thấy không khỏe nên các bác sĩ hướng dẫn mang khẩu trang trước khi vào gặp cháu. Bố Võ Hạ Trâm từ chùa về thăm cháu ngoại. Bố ca sĩ Võ Hạ Trâm, 67 tuổi, đã xuất gia, từ chùa về sum họp gia đình. Cùng người thân quay quần đón cháu ngoại, bé Milo, vừa chào đời vài ngày trước. Ông ngắm nhóc Milo, người cháu thứ 6 của gia đình. Võ Hạ Trâm nói với bố về tên An Quốc, mang ý nghĩa tốt đẹp và bình yên, mà vợ chồng cô đặt cho con. Nhóc Milo từ lúc lọt lòng đã được đặc biệt danh cây hài vì biểu cảm nhăn nhó gây cười. Bé có gương mặt dễ thương, các nét lai ấn giống chị gái nhưng nước da trắng giống mẹ.